Đó, như ra mấy cái bên cái bàn một băng như vậy là phải băng cho thật là giỏi thôi. Bạn hơi đổ xuống này xíu thôi. Đánh mạnh là nó sẽ trúng, mà đánh nhẹ là nó hơi đổ xuống này. Đó, như mấy cái này là đánh phân là dễ rồi đúng không? Sỏi lên trên đúng không? Đánh một băng thì nó rất khó. Băng quá khó. Một băng này phải kẹp chết vào đây, một băng đánh hai băng này. Thiếu một xíu. Đó, như thế này là quá khó luôn em ạ. Một băng là quá khó luôn. Quá khó. Khó cũng phải làm. Dư. Rồi sao? Cái này đánh sao? Đánh một băng đánh sao? Xuống đây. Hết đường. Ba băng. Ba băng được rồi. Ba băng cũng được. Vậy rồi. Khó quá. Đánh cho bàn lớn này một băng đấy cực kỳ khó. Đến một tí thấy gì nó sai sai rồi đó. Thấu thấu quá, một phần thấu quá anh em ơi.
đuôi luôn. Bạn bè đến khi nào được 10 điểm một phân chị? Nói chung đang tập luyện không em? Sẽ cố gắng lên. Kìm quá nó chạy không nổi luôn. Để sao, cái này cũng sao. Mà bắt đi. Ừ, đuôi luôn. Không quen. Chốc thử mấy cái này đi. Cũng tạm được. Tạm được anh em ha. Dư luôn. Cái đó thì nó ok, bắt đúng bằng ngắn được. Chỉ có đánh bằng dài thôi. Khó chịu một tí nữa. Cáp thì BKG chạy rất là tốt. Nhưng bây giờ anh chạy ok đó. Thử nó chém một bông nè. Ok, mấy cái băng này thì không có gì thay đổi hết. Chỉ có thay đổi một xíu bất phê thôi à. Nhưng mà nó ra chém một băng như thế này là chết luôn. Lại hai băng. Hột. Chưa quen cái băng này khó. Không được rồi. Bóc mấy cái đó thì thấy ok á. Ok thì tốt. Bảo quý vị. Nói chung là mình cũng muốn thử sức của mọi người. Mỗi người sẽ đặt cho mình một cái thử sức với những cái chương trình mới hơn.
ba mình đi cây gian chạy gì kinh không, quá kinh mọi người đó. Chạy mít mù luôn. À bằng cây bằng nào mà bằng cây gần như cũng vậy. Tệ quá, thôi mình tệ quá. Ba bằng nào? Ba bằng này để coi. Này nút số này. Này phải học. Học còn chặt lên chặt xuống mà. Tiếp được chạy rồi. Lại chơi đi. Lại chơi bên mông. Đúng là bà lớn đánh quá khó rồi. Anh em có điều kiện thì nên tập thử ha. Chơi thử cảm giác như thế nào. Chứ mình thấy là hơi mệt mỏi á. Đá sân nhỏ hoài nó quen rồi. Đá sân ra sân lớn đá đi. Thấy nó chơi với. Ba thấy cái bàn bà bằng nó vô cái cấu vừa rồi đó. Đi vô một cái chạy nó nổi luôn. Mà biết là nó chạy được ok. Mà có bảo nó chạy. Mấy tình huống đó là nó vô nó chạy không được vậy. Quyền khẩn khẩn như đó. Đó, chi kiếm hết nè. Kìm cái này thì trái kia chạy con nổ nha. Gọi là trong bàn ba băng này nó gọi là hay bị lướt. Quấn cái nước đó, bỏ
bỏ phi vô thì nó dư mà nó mỏng như nãy thì nó lướt ha. Vào băm nó xả cái là nó lướt cho bay đi, lướt cái là nó điếm, nó đủ cái thì không đủ vị gấp à, rồi uống lại lại cho một phần. Đó, biết sao không? Mọi người biết sao không? Biết sao mà nó xảy ra cái tình huống đó không? Mình đánh đến phút thứ ba là mình sẽ biết à.